Xin chào các anh em. Còn nhớ lần trước, Thắng có làm video nói về hợp âm rải khi chúng ta kết thúc bài hát ở giọng thứ. Anh em nào chưa xem, có thể truy cập vào đường link Thắng để trong phần mô tả để xem lại video này nhé. Còn trong video hôm nay, Thắng chia sẻ đến các anh em vài thế bấm cho hợp âm khi chúng ta rải kết thúc bài hát ở giọng trưởng. Hợp âm đầu tiên, Thắng muốn chia sẻ đến các anh em với nốt bát là nốt chủ nằm ở trên dây số 5. Đó là hợp âm đô trưởng. Ví dụ bài hát chủ âm là đô trưởng thì khi kết thúc bài hát, chúng ta có hợp âm căn bản nhất, đó là đô trưởng. Hoặc chúng ta cũng có thể rải kết thúc ở hợp âm đô major 7. Hai thế bấm này nó quá đơn giản rồi. Chúng ta cũng có thể rải đô major 7 theo thế này. Ví dụ khi kết thúc bài hát ở điệu xì lô rốc chẳng hạn, chúng ta có chủ âm là đô trưởng trước. Chúng ta có pha thứ. Đây là cái ví dụ cực kỳ đơn giản. Ngoài các thế bấm như vừa rồi, chúng ta còn có một hợp âm nữa, đó là hợp âm đô 9 major 7. Hợp âm này chúng ta đánh từ dây số 5 xuống dây số 1. Đô 9 major 7 hay còn gọi là đô major 9. Giữ nguyên đội hình này, tất cả đi lên một cung sẽ là hợp âm rê major 9. Đó. Nếu như bài hát chủ âm là rê trưởng thì chúng ta cũng có thể rải kết thúc trọn vẹn ở hợp âm rê major 9. Rồi, tất cả đi lên một cung ở vị trí này sẽ là mi major 9. Nhưng lần này chúng ta đánh luôn dây số 6 luôn, bởi vì mi chúng ta đang lợi thế có dây buông là nốt mi là dây trầm. Nhưng với thế này chúng ta nên đánh giới hạn tới dây số 2 mà thôi nha. Đó. Nó dừng ở nốt pha thăng nằm trên dây 2 ngăn 7. Nếu như bài hát chủ âm là mi trưởng thì chúng ta rải kết thúc trọn vẹn ở mi major 9 từ dây số 6 xuống dây số 2. Làm đại một cái giai điệu nào đó nha. Nó rất là hay. Với thế bấm, nếu như chủ âm bài hát đó là la trưởng, chúng ta cũng có thể kết thúc ở la major 7. Thế này nó quá dễ. Chúng ta cần cái nốt major 7 nó nằm cao nhất trong hợp âm này, đó là nốt son thăng, thì chúng ta sẽ có cái thế bấm cực kỳ đơn giản. Chúng ta bấm đô thăng, mi và son thăng ở đây nó giống như đô thăng thứ đó, nhưng chúng ta bắt là và ba dây dưới. Đây là thế bấm la major 7. Ngoài ra chúng ta cũng có cái thế bấm nếu như chúng ta muốn cái nốt son thăng này nằm cao nhất, nó lại dễ hơn nữa, đó là thế bấm này. Đó. Chúng ta rải từ dây số 5 cho xuống la major 7 theo thế này. Thế này thì Thắng nghĩ là nó đơn giản hơn cái thế lúc nãy nha. La major 7. Bây giờ với thế la chúng ta cũng sẽ có hợp âm la 9 major 7. Chúng ta bỏ cái ngón áp út này ra nè, là cái thế bấm vừa rồi Thắng đã chia sẻ đến các anh em la major 7. Còn các anh em muốn hay hơn nữa, chúng ta thêm
cái ngón áp út bấm vào nốt C trên dây 3 ngăn 4. Ở đây, rải từ dây số 5 trở xuống, chúng ta có hợp âm La 9 major 7. Đó, nốt bậc 7 là son thăng nó nằm cao nhất. Nếu như son trưởng thì sao? Chúng ta ngoài việc có son trưởng, son major 7 đơn giản nhất, một nốt son đây, ngón trỏ chúng ta bấm vào nốt pha thăng ở đây, một dây trên và bốn dây dưới, chúng ta sẽ có hợp âm son major 7 đơn giản. Bây giờ chúng ta muốn bấm hợp âm son 9 major 7, thêm nốt bậc 9 vào thì nó sẽ như thế này. Đó, lần này chúng ta sẽ đánh một dây trên cùng là dây số 6 và bốn dây dưới luôn. Cái thế bấm này thì nó hơi căng, nó sẽ rất là khó. Chúng ta nên lựa chọn phương án an toàn nhất, đó là son major 7 đơn giản. Nếu như hợp âm chủ âm bài hát, đó là son trưởng. Rồi, La major 9 ở đây. Nghe thì nó có đầy đủ các bậc á, nhưng mà nó không có đã lỗ tai. La 9 major 7 hay còn gọi là La major 9. Cũng là hợp âm này, nhưng chúng ta xử lý ở La này thì nó lại nghe nó hay hơn. Đó, các anh em nghe thấy không? Nên Thắng khuyên, với thế bấm son pha, dù pha trưởng, chúng ta chỉ cần pha trưởng hoặc pha major 7 ở đây. Đó, còn son trưởng chúng ta son trưởng hoặc son major 7 ở đây là được đầy đủ rồi. Đó, còn thế pha, bây giờ chúng ta có một cái thế khác, bốn dây dưới thôi nha, hợp âm pha 6-9. Thắng ví dụ bài hát ở pha trưởng nè. Ao, chúng ta phải rải ở pha trưởng trước nha, rồi rải nhẹ bốn dây dưới với hợp âm pha 6-9. Đó, thì từ đó suy ra son 6-9 với bốn dây dưới. Ngoài cái son trưởng, son major 7 thì chúng ta chỉ còn hợp âm nếu thích, đó là son 6-9 là đủ rồi cho cái thế son. Đó, chúng ta còn một hợp âm nữa, nó không phải là chủ âm. Thắng muốn chia sẻ đến các anh em với cái mẹo trước một và trước một rưỡi. Các anh em nhớ nha, trước một có nghĩa là trước nó một cung, và trước một rưỡi cũng có nghĩa là trước nó một cung rưỡi. Trước nó có nghĩa là chúng ta phải đếm lùi. Ví dụ bài hát chủ âm là đô trưởng thì chúng ta phải nhẩm trước một, trước nó một cung sẽ là hợp âm si giáng trưởng, tất cả đều trưởng nha. Và trước nó một cung rưỡi, đô si là một cung, bây giờ si rồi nhả ra để có là, đô si là mà. Đó, là nó sẽ cách đô một cung rưỡi, khi chúng ta đếm lùi từ đô thì sẽ là hợp âm la trưởng. Ba hợp âm này đều là màu trưởng, nhưng hợp âm kết thúc là hợp âm la major 7. Thắng đang lấy ví dụ nếu như chủ âm là đô trưởng. Chủ âm bài hát khi bắt đầu bằng đô trưởng, lẽ ra nó phải kết thúc ở đô trưởng hoặc đô major 7 hoặc đô 9 major 7, vân vân. Nhưng bây giờ nó không còn ở đô nữa mà nó kết thúc ở la major 7. Khi kết thúc, hợp âm này nó chẳng liên can gì tới phần giai điệu trong bài hát cả. Mục đích là gì? Nó phá tan cái màu chủ âm trước đó, nhưng nó rất là bay, đặc biệt với điệu bossa nova. Còn cái cách vận hành, bây giờ Thắng sẽ gợi ý các anh em: đô si giáng trưởng, rồi trở lại đô trưởng, rồi si giáng trưởng. Có nghĩa là cái công đoạn mà trước một á, chúng ta phải làm hai lần. Đó, rồi khi hợp âm kết thúc, chúng ta mới có la major 7.
Thắng sẽ ví dụ câu kết trong bài Bây giờ tháng mấy với chủ âm là đô trưởng. Ta kết về La major 7 như Thắng đã nói với cái mẹo vừa rồi. Đồng thời đã biết cái thế La major 7 này thì chúng ta lắc léo thêm vài nốt nữa để có nốt son thăng ở đây, chúng ta tạo ra cái thế bấm La major 7 ở đây hoặc La 9 major 7. Đó. Với chủ âm là son trưởng, tiếp tục minh họa để anh em nắm vững nha. Chúng ta sử dụng cái mẹo trước một và trước một rưỡi đó. Vẫn là bài hát đó. Là son thì trước một sẽ là âm gì? Pha trưởng, thấy không? Tí tí. Lần nữa. Bây giờ trước son một rưỡi khi chúng ta đếm lùi sẽ là mi trưởng. Chỗ này không có thế bấm mi major 7, thành ra chúng ta phải rải mi trưởng trước cái đã. Chúng ta đưa lên vị trí số 7 mi 9 major 7, hay còn gọi là mi major 9 mà Thắng Trần đã chia sẻ ở đầu video. Hợp âm lúc nãy Thắng đánh đó là pha trưởng, nhưng mà trong quá trình vận hành các anh em cũng có thể đánh pha major 7 rồi trở lại son trưởng. Kết ở mi trưởng, rồi rải ở mi major 9. Với cái mẹo như vừa rồi, chúng ta dễ dàng áp dụng cho tất cả các bài hát ở giọng trưởng có một hợp âm mà nó không phải là chủ âm. Đặc biệt với điệu bossa nova nha các anh em. Còn những điệu khác các anh em cũng có thể sử dụng được, chứ không nhất thiết, nhưng mà đây là sự gợi ý của Thắng thôi. Bởi vì cái màu bossa nova nó có những cái hợp âm major đó. Nó tóm lại là hợp âm màu đó, thì nó tạo ra cái độ bay hơn. Ví dụ bài hát chủ âm là rê trưởng mà không phải điệu bossa nova, silo đây chẳng hạn, chúng ta vẫn có thể đánh được nữa. Bài Mưa Hồng đi. Câu kết nha. Đô ma sơ 7 rê sơ 7. Rồi chỗ này hơi chậm chút. Chúng ta sẽ rải ở C major 7. Hoặc C major 9. Thế bấm này lúc nãy Thắng đã giới thiệu đến các anh em ở đầu video với ví dụ là đô major 9 này. Bây giờ chúng ta đã biết rồi thì lùi xuống một ngăn phím sẽ là C major 9 để kết thúc cho bài hát mà chủ âm của nó là rê trưởng. Thấy chưa?
hợp âm khi chúng ta kết thúc chẳng hề liên can gì với nhau, bởi vì nó đâu có cùng hệ thống vô hóa đâu. Nhưng cái hay là nó phá tan đi những gì trước đó nó đang động ở trong đầu chúng ta. Ví dụ chủ âm là rê trưởng, thì khi kết thúc nó sẽ là C major 7. Hy vọng các anh em sẽ có thêm một màu hòa âm đơn giản khi chúng ta kết thúc bài hát với một hợp âm rải ở giọng trưởng. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo của Thắng Trần.